Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, so với mặt bằng chung của cả nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn thuộc diện khó khăn nhất. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao, khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội còn thấp, tình trạng di cư tự phát chưa được giải quyết hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số nhiều nơi chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đặt vấn đề làm thế nào để tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Giám sát triển khai thực hiện, giám sát việc chấp hành nghị quyết của chính phủ là từ trung ương đến địa phương. Ở trên này làm tốt, nhưng mà ở dưới làm không tốt thì cũng chịu luôn. Mà ở dưới người ta chờ, nhưng mà trên này là không làm tốt thì ở dưới cũng chịu. Tôi đề nghị các đồng chí là phải phối hợp chặt chẽ cái việc là giám sát này như đồng chí làm đó. Mà là bên Ủy ban Dân tộc phát hiện cái gì làm chưa tốt thì báo cáo với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chúng tôi tăng cường để giám sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Ủy ban Dân tộc cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục ban hành văn bản theo quy định để triển khai thực hiện giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhấn mạnh công tác dân tộc và chính sách dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Dân tộc phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách trong công tác dân tộc, đồng thời lưu ý phải chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác dân tộc, đặt mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy tiềm năng lợi thế của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc.